Dịch vụ thuế điện tử VITAS. Dịch vụ thuế điện tử VITAS là dịch vụ truyền nhận lưu trữ phục hồi thông điệp dữ liệu về thuế điện tử giữa người nộp thuế và Tổng cục Thuế để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, Viettel đóng vai trò trung gian giữa Tổng cục Thuế và người nộp thuế. Nhiệm vụ chính là thu hộ tờ khai thuế điện tử từ người nộp thuế. Dịch vụ thuế điện tử VITAS giúp cho người nộp thuế đơn giản hóa các thủ tục phức tạp khi kê khai, nộp thuế, hoàn thuế thông qua mạng trực tuyến, giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành, và tiếp cận các thông tin về thuế một cách nhanh chóng nhất.